Hôm nay mọi người có khỏe không? Mình là Michael đây. Thì hôm nay trên đường đi làm về thì mình muốn chia sẻ với bạn một số cái những cái suy nghĩ, những cái tư duy để cho các vị phụ huynh và các em mà nếu có theo dõi video của mình á thì có biết những cái thông tin này thì có thể là cuộc sống nó khá hơn và tương lai thì sẽ hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Thì mình thấy các bạn trẻ qua đây á, các bạn rất là hài lòng với những gì các bạn mới vừa đạt được. Ngày xưa mình cũng giống như các bạn đó thôi, à mình kiếm được công việc làm rồi bắt đầu mình cũng vỗ ngực xưng tên, mình cũng ngon á, mình cũng kiếm được việc làm rồi. Nhưng mà thật sự giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng các bạn, lúc đầu qua kiếm được việc bạn mình nó kiếm cho mình cũng làm biếng đi xin việc á, lúc đầu cũng vậy, nó kêu đi vô làm chung với em, anh nói thì làm mà trả có 8 đồng, à 8 đồng bắt đầu mình suy nghĩ rồi, ở Việt Nam lương lúc đó đâu có 1-2 triệu một tháng, à mình làm 8 đô một ngày, mình làm 8 tiếng, 88 là 64 đô, lúc đó là đô tới 20 ngàn tiền Việt nữa. Đổi ra em thấy cũng ngon hả? Một mình làm một ngày mà bằng ở Việt Nam mà làm gần nửa tháng, phải ngon là đó. Đó tại vì mình là con ếch ngồi dưới đáy giếng á, mình thấy vậy thôi. Với sau một thời gian sau có mình ngồi biết được cái hệ thống trả thuế đây là lương căn bản là mười mấy đô một giờ, 16, 17 đô, mười mấy năm trước rồi các bạn. Thì mình thấy ủa gì kỳ vậy? Xong người ta trả lương mình ít quá vậy, bắt đầu mình suy nghĩ à ok thì mình học được thêm cái này thêm cái kia, à đáng lý người ta phải trả lương như mình mức như thế này thì tại sao mình cứ đi làm với người Việt hoài, mình không đi ra làm với Tây. Rồi xong mình suy nghĩ thêm cái này nữa, sau đó mình biết thêm nữa, à lương buổi sáng ví dụ người ta trả mình 20 đồng thì buổi chiều người ta trả cho mình thêm 15% nữa, buổi tối người ta trả thêm 15% nữa, à là nghĩa là buổi sáng 20 đồng thì buổi chiều người ta phải trả cho mình là 23 đồng, à buổi tối là người ta phải trả cho mình 26 đồng. Các bạn thấy nó nhiều không? Còn nếu bạn nghĩ ban ngày mà làm được 30 đồng là ban đêm bạn làm tới 30 mấy đồng, tới buổi buổi sáng bạn làm 30 đồng thì ban đêm là 34 đồng 50, rồi buổi chiều buổi tối là ca sáng ca chiều ca tối nha, buổi tối nó lên tới gần 40 đồng rồi các bạn đó. Thì bạn suy nghĩ đi, à thì bây giờ mình biết thêm có nhiều kiến thức thì mình sẽ có được nhiều cơ hội hơn các bạn. Thì đó bởi vì mình mới khuyên các bạn nhiều lần là hãy đi làm buổi chiều, đừng nên làm buổi tối, buổi tối để ngủ chứ không thôi là cái đầu óc của bạn nó không có tỉnh táo thì nó sẽ đi làm rồi có những chuyện tai nạn nó xảy ra nữa, không có tỉnh táo, cố gắng phải ngủ đủ 6 tiếng mỗi ngày thôi. Cái mà coi như bạn càng biết nhiều thì bạn càng lợi khi mà đi qua bên này. Có nhiều người đi qua đây rồi 1 tháng 2 tháng sau 3 tháng sau không làm gì hết, rồi xài tiền rồi thấy hết tiền rồi bắt đầu thấy tiếc. Còn những học trò của mình, những người mà mình quen biết mình nói bạn là phải chuẩn bị hết, qua cái là có nhiều người biết là sáng qua cái là chiều nhập cuộc luôn á, chứ không có chuyện ngồi đợi nữa đâu. Giống như hồi xưa mình nói sáng qua cái là chiều đi làm mà. Kiếm bạn bè có việc làm kêu nó cho vô, bạn không đi làm bạn cũng phải tới coi bạn bè bạn làm rồi coi nó làm rồi nói chuyện với người này nói chuyện kia, bắt đầu mở rộng mối quan hệ bạn, đừng có thụ động thì chết luôn á. Phải đi ra ngoài coi coi anh đi làm ở đâu, chị đi làm ở đâu, có thể xin đi theo được không, đi theo phụ mà không cần lấy tiền á, mới đó mới là tư duy tốt các bạn. Tới phụ người ta rồi thấy người ta làm mình nhào vô mình làm luôn chứ ngồi đó ngó gì, ngó là bao giờ bạn nghĩ bạn biết nhưng mà bạn phải thực sự làm bạn mới gọi là biết được. Bạn đó chưa biết đâu, bạn nghĩ là bạn hiểu rồi, bạn nghĩ là biết không, không biết đâu, chẳng hiểu đâu, phải làm mới biết rồi. Rồi thêm cái nữa, mình có mấy bạn học viên là mấy bạn đó đó là cũng đi làm, có người thì làm đầu bếp, có người thì đi làm phục vụ, rồi có người đi làm nghề này nghề kia. Nhưng mà các bạn làm á, về chiều tối á, mình thấy á, đa số các bạn là không có chịu gọi là học thêm một cái gì đó. Thì có mấy bạn đó mình thấy là một tuần mấy bạn nó được nghỉ 1 ngày hoặc 2 ngày, và thêm nữa đó là các bạn đó không có có một cái ý gì trong đầu là các bạn đó là muốn đi học thêm cái gì đó. Mới qua có được kiếm được việc rồi cũng người ta cũng trả cho vài trăm đô một tuần rồi, 700 đô 800 đô một tuần đó, là các bạn hài lòng liền ngay lập tức rồi. Bây giờ con người Việt Nam mình đó là nó có một cái bệnh mà cái bệnh mình mới vừa nói với các bạn luôn á, rất là sớm hài lòng. Bạn thấy ở Việt Nam làm kiếm tiền khó, qua đây kiếm được tiền dễ xíu là bạn lập tức bạn hài lòng liền à. Ví dụ ở Việt Nam bạn kiếm được khoảng 10 triệu đi, qua đây bạn kiếm được khoảng 20-30 triệu bạn hài lòng. Nhưng mà thực chất cái sức của bạn là kiếm được tới cả 100 triệu mà bạn không chịu cố đó. Còn người bình thường là kiếm cỡ 60-70 triệu là rất là bình thường. Còn mình nói với bạn phải cố kiếm được 100 triệu một tháng. Tại sao phải kiếm 100 triệu? Khi mà bạn kiếm được 100 triệu rồi đó thì nó chứng tỏ bạn là các bạn khá rồi, các bạn biết lái xe, các bạn có khả năng bạn làm ra 100 triệu là một năm bạn cũng có tỷ mấy rồi, đúng không? Khi mà bạn làm ra bạn ví dụ như bạn qua đây có được việc làm mà kiếm được 40 triệu 50 triệu là coi như 4.000 5.000 đi một tháng đi thì là coi như là tương đương với đâu đó khoảng 6-70 triệu gì đó, đúng không? Thì ra
ráng cố gắng thêm một chút xíu nữa để bạn ráng cố gắng thêm chút xíu nữa để mà chuyện của bạn, để mà các bạn có được gọi là có thêm thu nhập. Và các bạn đừng có suy nghĩ là mình luôn luôn nói chuyện tiền bạc, các bạn đừng có suy nghĩ là chỉ có tiền không, các bạn cứ suy nghĩ là ông Michael này, ông Tom này, ông luôn luôn nói chuyện tiền bạc không à? Phải đâu các bạn, các bạn biết một mà bạn biết không biết hai, và các bạn không biết mười. Để mình nói với các bạn, khi mà bạn cái khả năng của các bạn á, mình biết ai trong chúng ta cũng có khả năng rất là cao, là tại vì các bạn không có chịu phát triển hết cái khả năng của các bạn thôi. Nói chuyện đơn giản thôi, con người á, các bạn còn trẻ đâu cần phải ngủ 10 tiếng, đâu cần ngủ 8 tiếng đâu, bạn chỉ cần ngủ 6 tiếng thôi là đủ rồi. À, tại sao mà các bạn sinh ra trong gia đình mà khá giả rồi thì không nói, còn bạn sinh ra trong gia đình không khá giả là các bạn phải cố gắng gấp đôi, cố gắng gấp ba so với những người khác các bạn. Tại vì cái sự cố gắng của bạn nó có được hai cái điểm lợi. Cái thứ nhất, sự cố gắng của bạn là kiếm nhiều tiền hơn. Nếu bạn ở trên nước Úc này, mình có thể cam kết với các bạn là bạn ở trên nước Úc này, sự cố gắng của bạn sẽ có được nhiều tiền hơn những người mà không chịu cố gắng đó. Còn ở Việt Nam thì mình biết tùy nha, nhiều khi Việt Nam thấy cày quá trời mà cuối cùng không có tiền, nhưng bên Úc này cày là ra tiền thôi. Ví dụ anh cày một chốt là được 1.000 đồng một tuần, nó đơn giản thôi á. Cày chốt thứ hai chắc chắn là được 2.000 rồi, đúng không? Nhưng đó là mình nói một tuần á, nếu mà cày 4 tuần là mình kiếm được 8.000 nữa không, thì kiếm tiền không. Còn ngoài cái chuyện mà bạn kiếm tiền thì bạn phát triển cái bản thân của bạn lên, bạn làm cho cái bản thân bạn lúc nào đó, thứ nhất bạn làm việc hai job vậy bạn cảm thấy rất là mệt đúng không, bạn cố gắng, bạn cố rồi cái cơ thể của bạn á nó quen dần với cái chuỗi sự cố đó, và cuối cùng á là nó sẽ làm việc được trong thời gian rất là dài. Bởi vì mình nói các bạn buổi tối phải bắt buộc phải đi ngủ là vậy á, và cơm nước các bạn á phải ăn uống cho nó tốt để cho có sức để mà đi làm đó, là coi như sức khỏe bạn tăng lên rồi, bạn làm được hai job rồi sức khỏe bạn phải tăng lên chứ đúng không, rồi bạn kiếm được nhiều tiền, thứ nhất sức khỏe bạn tăng lên. Tại sao? Tại vì bạn phải tập cho cái cơ thể quen, từ từ bạn sẽ quen dần với cái cơ thể, cái nhịp làm việc như vậy, và cái sức khỏe của bạn nó càng ngày càng tăng nữa. Tại sao? Tại bạn làm việc như vậy mà sức khỏe không tăng thì làm sao mà làm được đó. Rồi một cái nữa bạn nhận được đó là kinh nghiệm của bạn, bạn làm hai job, cố gắng hai job, bạn làm hai job khác nhau nha, đừng có làm hai job mà cùng loại. Ví dụ buổi sáng bạn đi làm thợ sơn, buổi chiều bạn có thể là đi làm trong hãng, rồi hết hãng này tới hãng kia, hãng rau, hãng cà, hãng nước ngọt. Học ở trong hãng đó bạn có thể học thêm lái xe phụ lý, học về machine operator, điều khiển máy móc, rồi làm thêm về quản lý, hoặc là thêm QA, QC, check quality control, hoặc là những cái việc ở trong hãng rất là nhiều việc, hoặc là pick and pack, hoặc là collect, hoặc là warehouse operator, hoặc là store manager, rất là nhiều công việc cho các bạn học. Rồi buổi sáng bạn có thể vừa học thợ sơn, rồi bữa nào đó bạn có thể đi học vườn, làm vườn, rồi bạn có thể làm cleaning, rồi bạn có thể đi làm pressure wash, rất là nhiều ngành nghề cho bạn học đó. Thì bạn trải nghiệm như vậy á, sau này bạn sẽ chọn cái ngành nghề để sau đó bạn ra bạn khởi nghiệp, bạn làm ăn, ok đó. Cái video này á thì mình muốn nói với các bạn á, ngoài cái việc mà các bạn đừng bao giờ hài lòng với bản thân các bạn đó, mình biết là các bạn đều phải giỏi hơn hết, đều các bạn có khả năng giỏi hơn, nhưng mà các bạn phải làm sao, giống như trong đầu của mấy bạn học viên của mình đó, ở qua bên này rồi đó, thấy mấy bạn không bao giờ hỏi mình đó là ủa anh ơi, bây giờ em rảnh ngày này, ngày thứ hai, thứ ba, ngày thứ bảy giờ em rảnh à, bây giờ đi làm cái gì. Ngày xưa mình rảnh mình tới mình phụ mấy anh mấy chú làm xây dựng, ngày xưa mình rảnh mình về mình cắt cỏ cho cái nhà của mình đang thuê, ngày xưa mình rảnh mình chạy mình delivery pizza. Các bạn bây giờ là có Uber nè, Uber Eats nè, có DoorDash nè, có rất là nhiều cái để các bạn, bạn có xe nữa, chạy đi delivery đồ ăn. Nếu mà xe bạn mới nữa thì có thể đi chở làm Uber, đi chạy taxi, các bạn nhiều lắm. Và khi mà các bạn đi phụ người này phụ người kia, các bạn phải để tâm để sức vô, chứ không phải bạn phụ một cách vô hồn. Tại sao mình nói các bạn, đa số các bạn phụ một cách vô hồn á, mình biết các bạn phụ chứ có vô làm giống như mình nè. Mình bữa nay là mình học thêm kỹ năng sơn nữa, có nghĩa là ngày xưa mình cũng biết sơn, biết sơ sơ thôi, nhưng mà bây giờ mình có tuyển một cái anh thợ, anh này có tới 30 năm kinh nghiệm, ảnh sơn anh chỉ cho mình những cái bí quyết làm sơn cho nó nhanh, thì mình tới mình học, không phải là mình đi lấy job cho ảnh không rồi sau đó mình không làm, không. Cái này á, mình đi lấy job cho anh làm, mình trả cho anh $300 mỗi ngày, và bản thân mình thì chắc chắn là mình cũng có tiền rồi, nhiều khi mình có nhiều tiền ảnh nữa. Và cái tài năng của ảnh đó, mà nếu mà ảnh dạy cho mấy bạn học viên của mình, ảnh dạy cho những cái người nhân viên của mình, nhân viên khác á, thì rất là giỏi các bạn, tại vì ảnh giỏi cái đó, ảnh
làm cái nghề đó mấy chục năm rồi thì chắc chắn anh sẽ giỏi và làm rất là nhanh. Một mình ảnh làm á là bằng mấy người đó các bạn, một mình ảnh làm là bằng 5-6 người, gọi là nói 5-6 người hơi nhiều quá, nhưng mà nếu mà 5-6 người mà học việc á là bằng, là không bằng ảnh đâu. Một cái nhà 4 phòng ngủ 2 phòng tắm á mà ảnh sơn á, một ngày mà ảnh sơn có thể là hết tất cả các tường luôn á, bạn thấy khủng khiếp không? Trần là anh có thể sơn trong vòng nửa ngày là xong đó các bạn. Đó. Ví dụ như bây giờ mình, các bạn nghĩ đi, mình thuê các bạn vô, các bạn học việc à, mình cũng trả cho các bạn luôn tối thiểu rồi này nọ, nhưng thật sự các bạn không làm ra được việc gì đó. Mà vô làm cũng như cản trở người ta rồi mà phá người ta nữa đó. Đừng nói. Bởi vì mình vô mình hỏi anh à, làm sao, anh cách anh sắp xếp công việc như thế nào, đồ nghề của anh sao, anh sắp xếp đó, nhiều cách để các bạn học lắm. Các bạn chịu học là sẽ có người chỉ các bạn, còn các bạn không học là thua thôi, không ai chỉ đâu. Và những cái ngành nghề này nè, bạn thử nghĩ đi, bây giờ bạn đi làm một cái job gì đó, mình cho bạn làm từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều đi. Và ở bên Úc này á, 5 giờ chiều rồi chưa xong đâu. 5 giờ chiều á là bên này nó sáng liên tục luôn tới 9 giờ đêm, 10 giờ đêm nó sáng. Sáng sớm á, khi bạn thức dậy á là 5 giờ sáng trời đã sáng rồi. Có nghĩa là bạn có thể đi làm từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm luôn, cũng không sao hết đó. Các bạn thấy không? Thời tiết bên Úc mùa này sáng hoài các bạn. Các bạn chỉ có làm biến thôi, đi làm về 5 giờ. Ngày xưa mình cũng vậy, mình đi làm về 5 giờ, xong lúc đầu cũng làm biến thôi, nghĩ chơi điện tử không thôi, tán dóc gọi điện thoại về Việt Nam đi ăn đi uống với bạn bè tốn tiền đó. Cuối cùng mình nói thôi không có, thôi bây giờ bạn coi city nè, được chưa? Cuối cùng là bây giờ là mình rồi đó, thì 1-2 năm đầu thôi, sau đó là mình không có ăn chơi rồi không có gì đó, cứ tập trung mình làm thôi chứ chuyện mà đi chơi không. Khi mình làm mình phát hiện ra một điều rất là hay, khi bạn làm thứ bảy từ thứ hai tới thứ năm á, hay thứ hai tới thứ sáu á, bạn làm hôm thứ sáu bạn làm rồi sau đó là buổi sáng là bạn đi làm học nghề. Còn nếu mà mình hồi xưa mình còn đi học á, là buổi sáng mình lên trường mình học, buổi chiều mình vô hãng mình làm, thứ bảy chủ nhật mình còn đi phụ được mấy anh mấy chú nữa, thấy không? Bạn thấy không, mà đi lên trường học chỉ còn có 3 ngày thôi, thỉnh thoảng mới có 4 ngày thôi, mà ngày thứ tư cũng nửa buổi à, có ngày nữa 2 ngày mình nửa buổi, 2 ngày nguyên ngày, lúc nào cũng có thời gian rảnh. Những điều bạn không biết sắp xếp công việc thôi, với lại không biết sắp xếp để mình đi làm thôi. Sau đó mấy chú mấy anh đó nói với mình đó, à bây giờ mình đã làm được rồi, thì bây giờ mấy cái job nhỏ nhỏ mấy chú mấy anh giao lại cho mình làm. Khi mà các bạn làm cho người ta tin tưởng rồi đó, là người ta sẽ giao những cái job nhỏ lại cho các bạn. Mà khi các bạn làm á mà người ta tin tưởng rồi á, là bắt đầu người này giới thiệu người kia giới thiệu, không bao giờ hết việc đâu. Đó, mình hy vọng cái video này gửi tới các vị phụ huynh và các em, thì các anh chị với lại các cháu ráng cố gắng nói cho mấy đứa nhỏ biết. Và có một cái điều này mình gửi gắm tới cái video này trước khi kết thúc, đó là ba mẹ đi làm gì á, giống như mình đây, mình đi làm gì mình dẫn con cái mình đi, mình đi báo giá mình cũng dẫn thằng con lớn mình đi, ít hơn nữa tới thằng con nhỏ con giữa con bé, thằng con lớn của mình nó năm nay nó mới 6 tuổi rưỡi à, mà mình đi làm gì mình cũng nói nó à, ok cho nơi bữa nay ba đi báo giá nè, báo giá với cái này, nếu mà ba báo giá thành công là ba sẽ có được tiền à, rồi xong rồi ba sẽ kêu thợ à, ba sẽ thuê thợ về làm cái job này, ba sẽ dẫn con tới coi thợ của ba đang làm, thợ sơn nè, rồi xong rồi có những việc là làm garden này, rồi ba sửa nguyên cái nhà này hoặc là ba xây nguyên cái nhà này nè. Đó thì mình làm cái gì mình cho mấy đứa con mình biết, và nó thấy cái sự khó khăn của mình, nó thấy cái sự cực khổ của mình, nó thấy mình đi làm như vậy á, để cho nó có trong đầu của nó là mình phải giải thích cho nó nghe à, ok cái này là ba đi làm như vậy là ba mới có tiền về ba đóng tiền học cho con, rồi ba làm cái này để có tiền mua đồ ăn cho con, ba làm này có tiền mua quần áo cho con đó. Thì mình nói như vậy mấy đứa nhỏ con của mình nó hiểu à, bữa nào mà mình không đi làm mình ở nhà thì mình sẽ nói nó à, bữa nay ba không đi làm là sẽ không có tiền nha à, là trong đầu nó suy nghĩ là khi mình lớn lên là mình phải đi làm. Các bạn hiểu ý mình nói không? Khi bạn không nói cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa con của các bạn biết bạn vất vả như thế nào, bạn làm sao để có tiền, thì mấy đứa nhỏ nó nghĩ ồ ba mẹ nào cũng có tiền thôi, rồi ba mẹ làm ăn được hay không được cũng biết, miễn là cứ đưa tiền rồi mỗi ngày mỗi tuần cứ cho tiền đó, rồi đồ ăn thì đem về nhà sẵn rồi có người nấu, có người dâng lên tận miệng, thậm chí xay đồ ăn ra rồi đút cho tụi nó ăn mà tụi nó không biết quý, đúng không? Đó các bạn, con của bạn nhiều bạn mà mình biết là con đưa qua đây ba mẹ bên Việt Nam cung cấp hết tiền, ba mẹ khỏi bên này khỏi cần đi học, bên này khỏi cần đi làm thêm luôn,
như vậy là hại tụi nó rồi, hại tụi nó là tụi nó không chịu đi làm thêm, là tụi nó đâu có giỏi đâu, đâu có xin việc được đâu, rồi đi làm xong rồi nhưng mà tốt nghiệp ra trường chưa chắc là nó xin việc được à, chưa chắc xin việc được chứ đừng có nói là xin việc đúng chuyên ngành đó. Thì một số cái mình nói với các bạn á, thì các bạn sẽ cho mấy đứa nhỏ nghe mấy cái video hoặc là coi mấy cái video mà mấy người thợ thầy rồi ba mẹ đi làm vất vả như vậy á, mà khi mà cha mẹ đã vất vả đi làm rồi phải cho con biết để nó phụ các bạn nữa. Giống như con của mình, mỗi lần mình đi nhổ cỏ khi gia đình của mình ở nhà mình kêu nó ra phụ, mỗi lần dọn dẹp nhà mình cũng kêu nó phụ, mình làm gương cho nó, rồi ăn xong thì dọn dẹp nó cũng phụ dọn dẹp, tất nhiên là nó phụ thôi chứ không phải nó làm chính. Thì từ 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 phụ bếp mới lên được đầu bếp, chứ không có cách nào mà bạn mới học ở trường đại học hoặc là trường cao đẳng ra cái là bạn trở thành đầu bếp được, không có cách nào đó, không có người nào thiên tài như vậy được đó. Đúng không? Bạn muốn người ta giỏi, muốn cái con bạn, mấy đứa con bạn sau này nó thành đại bàng, sau này nó thành sư tử, thì bây giờ bạn phải tập cho nó, rèn luyện cho nó khổ trước, sau này cuộc đời nó sẽ sướng sau. Còn bây giờ bạn cái gì cũng cho nó đi thảm đỏ, đồ ăn cũng lo cho nó, rồi nó cũng không biết nấu ăn nữa, nó gọi điện thoại Uber Eats tới nhà nó ăn, đồ ăn đó cũng đâu có bổ dưỡng gì đâu, nấu ăn cũng không biết, ăn đồ ăn cũng không có ăn healthy food, rồi sau đó là không chịu tập thể dục nữa. Đó các bạn có thấy ai mà ngồi ở nhà không mà có 6 múi không? Bạn có thấy ai không tập thể dục mà không khỏe không? Đó. Buổi sáng là mình không phải nói khoe khoang gì với các bạn, mà buổi sáng khi mà mình kêu mấy đứa con mình dậy sớm lắm, 6 giờ 6 mấy sáng, tối nó ngủ sớm lắm, 8 giờ nó đi ngủ, sáng sớm 6 giờ 6 mấy nó lôi nó dậy, mình dậy nó dậy, nó dậy xong rồi mình nói thay đồ về đi ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, rồi ăn sáng thì ăn cơm sữa thôi hoặc là bánh mì, rồi ra ngoài quay lâm sao, ra đi ra ngoài biển, đi ra ngoài biển tập thể dục một chút xíu xong rồi mới bắt đầu vô trường học, mà vô trường là trường cũng bắt học tập thể dục nữa đó. Đó, cho tụi nó quen với lại thiên nhiên, rồi cuối tuần nó dẫn tụi nó đi vô thả thú, cuối tuần dẫn tụi nó đi lên rừng hoặc là cuối tuần dẫn nó xuống biển, thì biển khỏi nói rồi, mình ở ngoài biển thì không cần dẫn nó xuống biển nữa, rồi dẫn nó đi bơi nữa, rồi bữa nay là lát nữa đón nó xong là dẫn nó đi bơi nữa nè. Thì làm sao mà có thời gian để mà nuôi con, có thời gian để mà chăm sóc con này nọ thì cái video khác thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn như đó đó. Thì con cái á, các bạn phải cho nó biết bạn đang làm cái gì và nó hiểu cái việc của các bạn không, chứ mình nếu mà các bạn không mấy nó cũng không quan tâm đâu, nó nghĩ đó là chuyện bình thường đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha.